hội cũ hoặc là cái chế độ cũ của tôi phục vụ đó. Chào anh Phượng. Chào Anh Phượng lên ngon lành mà sao nãy giờ thượng nhất nó lên hoài lên được mà phong cũng lên được luôn, có người thấy kỳ lạ mới được. Tôi nghĩ là tại vì tôi nói chuyện với ông nhiều rồi thì tôi lên nó dễ. Không phải, chắc là Facebook nó biết à. Đừng nói vậy. Thường cái Nó mạng nó chạy rồi. Bây giờ thôi, bắt được rồi thì nãy giờ chờ lâu quá rồi tôi cũng mở nhạc rồi làm tùm lum tà la trên đội tôi, giờ tôi đặt câu hỏi cho anh. Anh ok cũng là mình như tôi cũng có trải qua chiến tranh rồi cũng ở trong ta, ở đất nước Việt Nam mình sau ngày 30 tháng 4 đi ra nước ngoài rồi, thì tôi hỏi một câu như vậy. Năm một ngàn mình tính đi, để nhất Cộng hòa là năm 1954 thì thành lập ok Việt Nam Cộng hòa cho đến năm 2024, năm no năm no nay. ok nó chỉ đến chấm nó khởi đầu từ năm 1900, bây giờ mình tính cho nó gọn là năm 1955 đến năm 1975, tại vì sau sau năm 75 là hết rồi. Không hết, nhưng mà tôi nói là mấy ông to tiếng đó tôi làm rõ Ok luôn, ok anh tức hiểu là không? mình cái kéo dài tới giờ Kéo đó hả? dài, kéo dài tới giờ. Wow, Thế ok. thì cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Ngô Đình Diệm là Nguyễn thời kỳ coi như quân quốc ông Nguyễn Khánh là thời kỳ coi như là đó, rồi tới thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu rồi ông Nguyễn Cao Kỳ các cái, rồi trải dài tới bây giờ đến 2023. Thế thì cái quân Mình lực đến tới năm 2023 bây giờ ở ngoài này mình có ông Đào Minh Quân. khoan từ Tại từ đi câu hỏi vì rồi rồi anh nhắc rồi nó rồi rồi 2023 tôi phải nhắc rồi rồi ok. Thế thì cái phía miền Nam bắt đầu từ ngày thành lập mà đến nhất Cộng hòa chứ gì qua tới bây giờ, anh thấy có khi nào mà đánh giặc ngoại xâm đều mà cứu nước rồi giữ nước không? không có chuyện mà Việt Nam Cộng Hòa mình thì nó chuyển ra nó là một khoảng thời gian rất là lâu anh. Mình cứ tính ra từ năm 1954 đi nhé. Hồi đó là mình được 2 tuổi rồi, đất nước chia đôi, cái Rồi. tôi từ nhà đình từ ngoài Bắc vô trong Nam, anh thì ở Đức Phổ rồi anh đi vô lưu lạc của Sài Gòn. Rồi. Thì trong 10 năm đầu tiên đó, là kể từ năm 1955 mà khi ông Ngô 54 mà kể từ khi ông Ngô Đình Diệm ông từ bên Mỹ này ông từ Louisiana này đó, Missouri, cái thành phố Missouri này mà người Mỹ họ chở chở máy bay về đến Sài Gòn đó, về đến Sài Gòn đó. Tức là trong 10 năm đầu từ năm 1954 đến năm 1963 đấy là ông đâu có làm gì đâu. Ông cả đầu tiên là ông về là ông làm cái chuyện phản bội nhất là ông làm cái trưng cầu dân ý, cái ông lật đổ ông Bảo Đại, tại vì ông lúc đó ông Bảo Đại là quốc trưởng mà. Đầu tiên là bởi vậy cái chuyện mà phản bội của cái người của lãnh tụ ở trong Nam, tức là nó khởi đầu ngay từ trong trứng nước, khởi đầu ra là mình làm cái chuyện phản bội trước, được Mỹ mang về cái đạo chánh ông Bảo Đại. Dựng lên một cái thể chế ma Ông nói ông bây rồi. giờ là ông là Chúa Sòng, cũng như là ông Đào Minh Quân bây giờ đó, ông cứ kêu ông là Chúa Đảng ở đây á. Thế thì bởi vì cái câu hỏi tôi đặt ra nó cũng nằm cái câu nói anh cũng bổ túc một phần nào, nhưng mà cái ý của tôi muốn nói là bắt đầu từ đó, từ cái thể chế đó cho đến kéo dài cho tới bây giờ, tôi thấy cái thể chế đó có bao giờ đuổi giặc ngoại xâm, đánh sau với lại giặc ngoại xâm, đây tôi muốn nói rõ ràng nha, có bao giờ đánh cho giặc ngoại xâm đến đánh cho Tàu, đánh gì Bôn Bốt, rồi ví dụ ngày xưa thì nói chung là đánh Tàu là hoặc là đánh những cái gì đó đại khái, nhưng mà phải để mà chừa để cứu nước giữ nước không? Không anh, không có đánh ngoại ngoại xâm mà chỉ đánh nội, đánh nhau mấy anh em này không Kỳ à, vậy đại đó. Giờ sao khôn nhà vậy, chở vậy khái vậy đó, mình nói là khôn nhà vậy đó, đúng tức là rồi, khó vậy đó. người thằng ngoài là không có Thế dám thì đụng đến, nói là ở người dưới diễn đàn này có ai trả lời được cái câu hỏi của tôi không? đó, anh hỏi anh em mình, nhưng mà Anh mình em biết rõ ràng thì mình tôi cũng giống như anh, thì tôi nghĩ tôi không nghĩ hoài, tôi nói đúng hả? không Sao có đâu kỳ anh. vậy ta, không có đánh Tàu, không đánh Trung Quốc, không đánh Campuchia, không đánh gì trên trời mà toàn đánh anh em không là sao? Tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi câu đó và tôi mới sợ tôi thiếu sót, cho nên vì đó tôi mới mở cái diễn đàn tôi hỏi lại mấy anh, tôi hỏi là có bao giờ anh nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa có bao giờ đánh đuổi bất cứ một giặc ngoại xâm nào không? Anh làm sao mà dám đánh ngoại xâm anh, tại vì họ là những người rước ngoại xâm không mà. Để tôi nói nghe là kể kể từ năm 1965 54 đến năm 1975 là khi mà mình còn là trong đó, là ngoại xâm là thằng Nga nào, ngoại xâm là những cái thằng những cái quân đội nó đến từ ở phương xa, Đúng đầu rồi, đầu tiên Tân đó Tây Tân Lan rồi Tây Úc rồi Lan, Úc Đại Canada Lợi, đó.
Thái Phi Lục Lan Tân, rồi Phi Thái Lục Lan, Tân rồi Đại Hàn, Đại Hàn đúng rồi và xếp sòng Chúa Đảng mấy ông Mỹ. đó, Đảng nguyên một ông Mỹ thì cho đến năm 1974 thôi, cho đến khi mà gọi là gần chấm dứt cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì vì cái đưa đẩy của lịch sử đó, thì mới có một cái chuyện mà có một lần đó, là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đối đầu với Hải quân Trung Quốc. nhưng mà thực chất thì cũng đâu phải đối đầu ra, bởi vì Thì đại đại khái có một trận khái là vậy. đại cậu đến là được tôi nói, tại vì mình ở Hoàng Sa thì giờ mình đang nói về quần đảo Hoàng Sa thì mình nói thêm một chút xíu nữa, tức là mình nói đến quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa thì nó nhỏ, cái quần đảo Trường Sa là quần đảo lớn lắm ạ. Thì trong quần đảo Trường Sa nó có mấy trăm cái đảo nữa, thì trong quần đảo đó nó có một cái đảo to nhất, Hòa Bình. một mình nó có nước ngọt thôi. Cả một cái quần đảo Trường Sa chỉ có một cái đảo Hòa Bình là có nước ngọt, và tự nó có mò có giữ nước ngọt này. Nghe nói Đài Loan lấy phải không? À, không, Đài Loan đấy gì anh, mình biếu Đài Loan này, Khó đời ông Ngô Đình ha. Diệm mình biếu ổng, mình biếu ông Tưởng Nhã Thạch. Lúc đó đó ông Ngô Đình Diệm tôi nghĩ là năm 1961 đó. Thì tại vì Đài Loan với Việt Nam là cùng ở trong một cái hệ thống là tiền đồn của thế giới tự do ngăn chặn làn sóng đỏ mà. Ông Đài Loan thì chịu ông Trung Cộng, còn Việt Nam mình còn còn trong Việt Nam Cộng Hòa ta chịu là cả một cái làn sóng đỏ. Thế thì ông Ngô Đình Diệm mới lại kêu ông Tưởng Giới Thạch nói là bây giờ ok, bây giờ ông mang quân vào đây, ông đổ bộ đây, ông đóng ông giữ cái đảo này, đặng chi là ông có thể tiếp tế cho ông là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Tức Vậy là rước đó, đó là cái vụ rước giặc, đã rước không giặc đánh vào nhà, thì đã cái không chuyện đánh. mà cái chuyện mà rước giặc thì là mình hiểu rồi, nhưng mà có cái chuyện mà cái nước đất, cái miếng đất mà Việt Nam mình đã nói là đất là của Việt Nam thì mình đã không giữ rồi, mình còn biếu cái này biếu cái kia nữa, mà đặt nói chuyện cái đảo Ba Bình đó là như Rồi vậy đó. ok, rồi thì ok. uh, thì uh, thì đó công công chuyện nó là như vậy. Nhưng mà nói cho cùng anh thì cũng phải nói là đến năm 1974 74 là vì một cái sự sắp đặt của lịch sử mà Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có một trận đối đầu với Hải quân của Trung Quốc, thì trong đó sau đó thì anh em thì Hải quân Việt Nam Cộng Hòa nó chết được khoảng mấy chục người đó, mình cũng quên rồi, ở Hoàng Sa. Thì cái hồ sơ đó bây giờ nó vẫn vẫn còn như vậy, ai muốn tìm hiểu Thì lên thư viện thế giới tìm hiểu. thì lên đến đó mà tìm hiểu. Nhưng mà căn bản á thì rất là tội nghiệp anh, tại vì cái miền Nam của mình á, tức là mình mới dám đánh ai ấy, bị là ngoại xâm là mình rất là sợ, mình chỉ Thế à, nhưng mà nó chỉ có một cái này mình phải nói ở đây, và tôi với anh cũng ngày xưa cũng đứng dưới cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mình phải công nhận một cái điều anh, chỉ có quân đội Cụ Hồ hoặc là gọi là bộ đội Cụ Hồ phía Bắc là họ không sợ ai cả, và họ quyết tử để giành cái miếng đất của họ cha ông để lại. Mình mới thấy vậy, mình mới thắc mắc mình có điều gì sao vậy. Bây giờ mình mới hỏi luôn các cả mọi người tên 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 người Việt á, thế thì cái xã hội mà các ông cho rằng là ngày xưa tốt đẹp trù phú Hòn Ngọc Viễn Đông Hòn gì đó đại khái là vậy, có bao giờ chống giặc không, và có vợ bao giờ đánh ra những người nào mà xâm lăng đất cướp nước hoặc là cướp đảo của Việt Nam không? Mời không có rồi. các ông trả lời dùng một câu như vậy cho tôi hỏi. Đó là một cái câu thắc mắc của một người dân Việt Nam. Tôi nghĩ là câu hỏi rất là chính đáng chứ không có cái gì sai trái cả, rất ok. Mời các ông từ lớn tới nhỏ trả lời dùm, mà trả lời bằng văn bản, trả lời bằng có cái gì có nguồn gốc đàng hoàng, chứ không phải trả lời hồi đó hồi kia gì đó, rồi không có dẫn chứng là miễn nghe miễn bàn nghe đó là cái vậy. Thế thì theo tôi, bởi vì tôi mới nói là tôi cũng giống với anh vậy, tôi ngồi tôi nghĩ hoài đó. Từ xưa giờ có đâu quýnh ai ta, không không quýnh ai chứ, toàn toàn quýnh anh em không à, lạ đời cái gì á. Thì đó là một cái anh có thấy là bây giờ mình ở đất Mỹ này là cái anh em mình tụ họp lại với nhau, chẳng hạn bây giờ mình nói là cái đợt Trần Hưng Đạo ở Bô Sa đó thì bảo là mấy người đấy biết chứ ông Trần Hưng Đạo đánh đuổi ngoại xâm, nhưng mà tại sao mấy người đó anh em mình, nhất là những người còn mặc quần áo quân phục đó, người thì vẫn thờ mang cái đó làm biểu biểu tượng chống ngoại xâm. Nhưng mà Đó. trong đầu của mấy người đó, trong đầu của mấy anh em mình ở phố Bô Sa đó, thì là ngoại xâm là ai? Ngoại xâm không phải là người Đại Hàn. Ở trong cái chiến tranh khi mà các bạn ấy mặc quần áo lính như là hồi như cái đời tụi mình ấy, thì là
thì đến bây giờ đó thì các bạn đã nghĩ như là Đồng minh. những người ngoại xâm đó sẽ không phải là người Phi, không phải quân đội Phi, không phải quân đội Nhật, không phải quân đội Đại Hàn hay là Thái Lan hay là Mỹ. Nhưng mà ngoại xâm là gì? Ngoại xâm là những anh em mình ở ngoài Bắc vượt con sông Bến Hải, vượt Trường Sơn đi vào trong Nam, không phải đánh Ngụy mà là đánh Mỹ. Đấy, cái Thì đúng trong rồi. trong trong cái hình ảnh của anh em mình Việt Nam Cộng Hòa của mình đến bây giờ vẫn còn Vẫn nói còn là có tư mình tưởng vậy. cái tư tưởng mà mình làm cho cái đó nó càng ngày nó càng càng mạnh ra, càng lớn ra, thì đó là một điều rất là, tôi nghĩ là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng Rất là mà buồn, rất là buồn. Bởi vậy tôi mới hôm nay tôi mới nghĩ rằng có câu như vậy là thế thì quân đội trong miền Nam Việt Nam có bao giờ chống giặc ngoại xâm bao giờ chưa, và có đánh đuổi bậc kẻ thù nào chưa, mà chỉ toàn là đánh anh em không. đánh anh em hồi lúc ông Ngô Đức Diệm ông mới lên, ông chơi đằng nào? Ông chơi Bình Xuyên, Hòa Hảo, ông chơi Đại Thế Giới, tức là Ông ông chơi toàn đánh là nhau với anh em dân ở đánh toàn là anh dân kiểu giang hồ cộng cán không giang hồ cộng quán, anh em mình ruột thịt mình, em mình ruột thịt mình này. Rồi ông chơi xong cái đám đó, xong đám Bình Xuyên Hòa, anh em Bình Xuyên Hòa Hảo, Cao Đài Hòa Hảo, anh bây giờ có nói là như là cái kẻ thù của các Cao Đài Hòa Hảo trong Nam Lai, khởi đầu là phải có nói là ông Ngô Đình Diệm. Tôi lớn ở trong Nam tôi hiểu, mà nói là nó, họ hồi đó họ bêu ríu những người Cao Đài Hòa Hảo kia lắm, anh Bình Xuyên họ bêu ríu cái lắm, mình không hiểu tại sao, nhưng mà mình biết, mình lớn lên ở trong đó thì mình biết là Cao Đài Hòa Hảo là những kẻ thù của chế độ, là mình biết là như vậy. Tại mình nhỏ mà lúc đó mà 5 3 tuổi thôi, đi còn đi học mẫu giáo mà biết gì, họ nói thế nào mình nghe vậy. Mình nhớ nói Bình Xuyên Hảo là sợ lắm, Cao Đài đúng rồi. Hảo rất là sợ. Thì thực ra mình có nói thẳng ra là với anh em Cao Đài Hòa Hảo bên này, những cái tín hữu Cao Đài Hòa Hảo bây giờ kẻ thù của tiêu diệt, để tiêu diệt Cao Đài Hòa Hảo Là Ngô Đình Diệm, là ông Ngô Đình Diệm chứ không phải tôi anh em biết trong Nam. Bình Đấy Xuyên thì rồi Cao Đài đấy, Hòa Hảo Bình rồi. Xuyên là những cái tổ hợp mà đi làm việc và kinh tế mình không nói, mà mình nói những cái tín hữu về tôn giáo thì là tín hữu những tôn giáo trong Nam mà là ông Diệm cũng coi là kẻ thù, là đầu tiên là anh em Cao Đài Hòa Hảo là ông tiêu diệt, mà thì là bởi vậy có cái đà đó nên thành thử đó, đến năm 61 ông mới tiêu diệt, ông thấy ông tiêu diệt được hai thằng thằng cha Cao Cao Đài Đài Hòa Hảo Hòa kia, ông lấn Hảo. cái ông lấn vào bên tiêu diệt ông Phật giáo luôn đó. Tức là anh em mình đại khái mà lớn lên ở trong Nam tức là giỏi đánh nhau giết nhau, anh em mình không, anh em ruột thịt không Đúng nha, rồi. chứ còn mà mấy ông ngoại ngoại quốc chẳng hạn, mình đã không dám chống trả đâu, mình còn mời về nữa anh, mình còn mang nguyên cái đảo Ba Bình đâu, mình biếu để loạn. Ông Ngô Đình Diệm có tội, ông là nó ràng ràng đó, tôi nghĩ là cái tội ông rất là nặng, thành thử ra Nặng là chứ. Nếu xét về vấn đề khía cạnh lịch sử thì ông rất là nặng, ông rất là nặng. tại vì Nói một cách vậy khác là đã không vun đắp cho đất nước mà lại còn buôn bán luôn, mà nói kiểu coi bán luôn bán cho luôn luôn. bán cái đảo Ba Bình luôn anh, tội nghiệp. Thì mỗi lần cái hồi đó mà có một lần năm 2013 mình đi ra quần đảo Trường Sa đó, cái mình người ta nhắc lại câu chuyện cái đảo Ba Bình mình thích sốt cả ruột chứ không phải không. Rồi đến khi tôi về trong sạch, đến khi tôi trở lại đất Mỹ này năm 2000 là mấy, tôi có gặp vào năm 2000 lẻ có là năm 2000 lẻ 10 năm 2010 11 gì đó, thì tôi cũng gặp một người lính sĩ quan của Hải quân Đài Loan, họ có kể cho tôi lại một trong, trong họ có kể lại cho tôi một câu chuyện về câu chuyện mà khi họ chiếm đóng đảo Ba Bình. Ông đó năm đó cũng lớn lắm rồi, năm 2000 mười mấy thôi, 12 13 gì đó. Ở ngay đây, ở ngay trong nhà tôi. Ngay 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 các bạn trước mặt tôi, ngay trong cái bộ sưu tập trước mặt tôi. Tôi gặp một người sĩ quan Hải quân già của Đài Loan, lúc đó anh ta chỉ có mấy tuổi thôi. Thì anh có ta cũng kể chuyện lại là khi đi tiếp nhận cái mình đảo cảm thấy Ba Bình. mình cảm thấy mình đau ha, mình cảm Thì thấy ông mình nói đau sao mình nghe vậy, nhưng mà nên là ông ấy mình hôm nay đau. anh đây chuyện, hôm nay anh kể chuyện, hôm nay nói chuyện với anh thì tôi mới nhớ lại cái tâm trạng của mình. Đấy là mình chỉ nói là 10 năm đầu là đời của ông Ngô Đình Diệm. Thành thử đó mình nói lại thế này, nói tại sao mà tôi lại nghĩ là cái tội ông Ngô Đình Diệm ông nặng lắm đó. Tại vì sau khi ông chết này, anh biết không, khi mà ông chết cái chết rất là thê thảm nha. Đúng rồi, Ông mới chết, tôi hai người em trai ông bị xử bắn, cái người ông Ngô Đình tôi Nhu là bị bắn chết chung mình với ông, cảm rồi sau đó mấy tháng sau, 3 4 5 6 tháng sau rồi đó, mẹ ông Ngô Đình Cẩn đã bị bắn luôn. Thì bây giờ mình cứ nói là ông Ngô Đình Diệm đi,
thì ở bên đất Mỹ này đây thì họ cũng chết như vậy đó, tại vì nó khởi đầu, ông ấy chết đi là khởi đầu cái chiến tranh Việt Nam từ năm 1963 đến năm chấm dứt, người Mỹ họ mới tràn vào Việt Nam. Thì khi mà ông chết như vậy đó thì giờ mình mới dở lại cái lịch sử đó. Thì trên đất Mỹ này cũng có cái, cũng có một cái gia đình nó chết tương tự như vậy đó, tức là ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 ông Woody Diễm Samba, bị bắn chết, thì đúng hai tuần lễ Kennedy, sau Kennedy cũng Kennedy. bị bắn chết, hai anh em ông Ngô Đình Diệm bị bắn chết trong chiến xa. Thì mấy năm sau, 2 năm sau, cái thằng anh trai, cái thằng em trai của ông Kennedy Kennedy ở trên đất Mỹ này cũng bị là ám ông chủ tổng sát. thống, bị bắn chết ngay ở trên Red Floor Los Angeles, cũng bị một viên đạn ngay ngay vào đầu. Cái thôi bây giờ cái chuyện đất Mỹ thì mình để qua một Bỏ bên, bây giờ qua một mình bên. nghĩ là mình nói cái chuyện đất Việt Nam mình, tức là cái gia đình ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Diệm nó mới lại đại khái là gây ra rất nhiều tội ác cho Việt Nam, thành thử ra cái gia đình cũng bị những trừng phạt, cái trừng phạt mà đến từ người và đến từ trời, cái trừng phạt cái trừng phạt mà đến từ người, tức là đến từ đâu, đến từ những cái bào đệ thân thiện của ông, những cái đệ tử thân thiện của ông, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Thiệu, chẳng hạn như ông Trần Trịnh Khiêm, chẳng hạn như ông Dương Văn Minh, chẳng hạn như ông Tôn Thất Đức, mang nó xử bắn nhé, xử bắn hai anh em rồi mấy tháng sau mang người em út ra xử bắn. Thì là câu chuyện, nó chuyện xảy Việt Nam, nhưng mà cái bà vợ của ông Ngô Đình Nhu là bà Trần Thị Lệ Xuân này, cái gia đình đó tức là họ chết những cái chết rất là thê thảm, đứa con gái Bị đi xe đụng. bị xe đụng, ông bố vợ bị thằng con ruột rút cái dây lưng ra là bóp cổ chết ngay trên qua trên DC, tức là cái mình nhìn cái chết, cái chết của gia đình ông Ngô Đình Diệm thì mình biết là cái gia đình đó, đó ông riêng cái phần mình ở trong cái cuộc đời mình là ông Ngô Đình Diệm gây rất nhiều tội ác với người Việt, với người dân Việt Nam Đúng và rồi. trên đất nước Việt Nam, thành thử ra ông, thành thử cái gia đình ông mới phải chịu những cái tội, Tàn những cái lỗi. sự trả, cái sự trả thù kinh khủng đến như vậy. Okay. Ok anh. Thế thì cô mình cũng đặt lại một câu hỏi như vậy, cũng lần rồi lần nữa. Thế thì trải qua một cái thời gian rất là dài, bắt đầu từ ngày thành lập của miền Nam Việt Nam do người Mỹ để dựng lên đó, thì năm 1954 tới trải dài tới năm 2024 này. Thế thì nói rằng kể cả những người không còn cái chế độ cũ thì họ vẫn có một cái ý định là phục quốc. Nó buồn cười ở cái chỗ là họ từ hồi xưa tới bây giờ họ chưa bao giờ để mà gọi là đánh đuổi quân thù. Đánh đuổi quân thù là được ngoại xâm chiếm cứ hoặc là để làm một cái gì đó mà gọi là để cho mình cảm thấy là mình tự hào rằng tao cũng là một người đủ để không bao giờ có, mà chỉ có cái vụ đánh anh em thôi chứ ngoài ra là không có cái gì. Không phải có nghĩa thì mình nói một cái câu dân dã mà thường ông ba ta thường nói, có nghĩa là cứ mà khôn nhà mà dạy chợ, nó là như vậy. Bữa nay thì vô tình thì mình mới nghĩ được một cái câu ấy, thì có một cái đứa con nuôi nó vẫn đưa ra một cái lý luận, kể cho tao nghe thử coi, cái quân đội Việt Nam Hòa và cái thể chế Việt Nam Hòa có bao giờ đánh giặc ngoại xâm mà để mà giữ gìn bờ cõi không? Đồ tôi ở ra tôi nói đúng mà, đúng rồi cái này. Thế thì bây giờ lên lai đặt ra câu hỏi, và hôm nay tôi lặp lại một câu hỏi nữa, trong này có Phong, có Thượng Sĩ Nhất, những người lớn tuổi hoặc kể cả những người cựu chiến binh giống như anh em mình bên phía bên này, trả lời cho tôi biết là ngày đó tới bây giờ bên Việt Nam Hòa có bao giờ chống giặc ngoại xâm bao giờ chưa, hay là vẫn dưng đi bán biển đảo cũng bán luôn đó? Cái chuyện trong chiến tranh thì có hy sinh, thì mình biết là Việt Nam mình hy sinh rất là nhiều, cả cả mình ngay cả trong Nam cũng vậy, anh em bên Việt Nam Cộng Hòa mình, quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình hy sinh, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa mình hy sinh khoảng khoảng chừng 200.000 người. Mà thế này này, chỉ có một điều thế này này, cái sự hy sinh tính mạng đó, nếu mà mình phải hy sinh để đánh đuổi ngoại xâm thì tôi nghĩ là cái sự hy sinh đó là nó kéo dài lâu rồi, và Lâu. tất tất cả mọi người đều biết là cái sự hy sinh sinh mạng của mình để chống lại ngoại xâm, để bảo bảo vệ bờ cõi, đó là một cái hy sinh rất là quý giá và sẽ được mọi người ghi nhớ đến đời đời, tại vì đến bây giờ mình vẫn còn thờ, mình vẫn còn tôn thờ những cái anh hùng dân tộc mà đứng lên đánh đuổi ngoại xâm. Mình đấy, chẳng hạn như khởi đầu của mình trong cái lịch sử của mình mà hồi Chúa Giêsu còn sống là mình đã thờ hai bà Trưng. Tại sao mình thờ hai bà Trưng ngay? Là tại vì bà đứng lên bà đánh đuổi ngoại xâm, bà Đúng, giành lại chính nền độc xác, lập. đó là một bậc nữ lưu anh hùng mà ngàn đời người dân vẫn còn tôn thờ. Thế thì mình mới nói một cách đơn ra thôi,
tất cả những người nào mà hy sinh về cho đất nước, về cho tổ quốc, đánh đuổi quân ngoại xâm, giặc Tàu, giặc Campuchia, giặc Trung, nói chung là tất tần tật ai vào thì mà để giữ vững bờ cõi, thì cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy là mình được, mình gọi là mình xưng hoặc là nữ anh hùng, hoặc là những người đó thì giống như kiểu mà mới vừa rồi thôi thì có người như là thứ nhất đi ra để thăm những nghĩa trang liệt sĩ, những cái ngày mà nghĩa cựu quân đã, những người nằm xuống trên nghĩa liệt sĩ, thì cái điều đó ai cũng thương tiếc và ai cũng cảm phục, kể cả mình, kể bên kia chiến ngày xưa mình Đúng cũng rồi. cảm phục cái lòng đó, mình cảm phục, bởi mình phục cho nên là mình mới cảm thấy là mình thán phục, là mình mới hiểu. Và cái rất là nhiều lần tôi đã hỏi rồi, họ họ và mình thì được lãnh lương, tôi và anh lãnh lương bình thường mà, nhưng mà Nhiều. họ thì không bao giờ lãnh lương, mà có bà tại làm sao họ lại thắng? Mình là người đàn ông hoặc là mình người con người, mình có cái sự hiểu biết, mình phải đánh một cái do hỏi, mình phải hỏi lại tại sao, lý do gì, chứ không phải u ca à, đã vậy thôi còn bây giờ mang danh là phải phục quốc rồi phục quốc, thì tôi mới nhớ lại những điều mà ông Nguyễn Cao Kỳ hoặc ông nữa kia nói, thì cái chuyện đó cũng ai cũng biết cả. Nhưng mà có cái điều hôm nay tôi mới thắc mắc một điều là thế thì từ đền đệ nhất Cộng hòa cho đến năm nay là 2014 đây, có bao giờ phía miền Nam là đánh đuổi quân xâm lược không, hoặc Chưa. là thực thấy là chưa cả. Chưa bao thế giờ. Thì cái câu hỏi này là câu hỏi nữa, và tôi mong tất cả mọi người trên đó cho tôi một lời giải trả lời, một lời giải đáp. Nó hơi đơn giản, cái câu hỏi bữa lên live này nó như vậy, là bởi vì bên biết sao nó kéo dài mấy chục năm nay, mà thường thường ngày nào cũng vậy, nó có những cái phần tử và nó có những cái mà hầu như họ phải bụi chĩa bụi dồi vào trong Việt Nam, họ đánh phá đủ mọi cách, họ chê bai, họ làm đủ, từ con cá cộng rau muống, từ cái gì họ cũng chửi cũng mắng, nói chung là đời sống mình thế. Nhưng có cái điều quan trọng buồn cười, họ không hiểu được gì cả, và họ hay so sánh một cái đất nước mà mình gọi tạm dung mình, tôi và anh đang ở đây, thế thì đây là nước Mỹ, là nước coi như số một thế giới, mà một họ lấy một đất nước mới vừa tàn bị tàn phá trong chiến tranh mà họ đi so sánh một cách ư rồi vô lối, tội đó, nghiệp lắm anh, tội nghiệp. Mình cảm thấy họ mình tội nghiệp chứ mình không có gì, mình cảm thấy mình họ mình không biết là họ là cái gì, họ không phải là con người hay là cái gì, nhưng mình cảm thấy họ rất là tội nghiệp, bởi vì cái sự thiển cận của họ. Có bao giờ họ hỏi bây giờ đất nước mình đang là coi như là nở hoa, đang vượt khó bình thường, không nói gì cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó chê bai như vậy thì nó phải đánh hỏi là lý do tại sao là như vậy, nó hẳn bao giờ đặt ra hỏi, nó không hiểu được gì đó. Đáng lẽ nó phải hiểu là đánh một câu hỏi là lý do tại sao nước chúng ta đang bị vậy, do đâu, vì ai nên nổi, nó không bao giờ nó nghĩ tới gì đó. Đúng rồi. Mình rất là phiền rồi chứ đó. Và hôm nay thì tôi cũng trả lời, tôi nhắc lại một lần thứ ba rồi, yêu cầu tất cả mọi người trả lời cho tôi hỏi cái câu hỏi tôi mới vừa nói. Thế thì cái quân đội mà các ông nói, dù ngày tôi đã từng mặt và anh Phượng đã từng mặt rồi, cái gì danh dự trách nhiệm gì đó, tổ quốc danh dự trách nhiệm, có bao giờ đánh đuổi quân xâm được chưa, có đánh đuổi quân Tàu chưa, có xâm được ngoại xâm, ngoại xâm nói chung là ngoại xâm rồi, có người đánh chưa? Thế thôi, đơn giản thôi, và trả lời cho tôi biết có hay là chưa. Nếu không có thì yêu cầu các ông lính đi để cho ta làm việc, nhớ người ta làm việc. Tội nghiệp lắm anh. Khổ vậy đi. Trong chiến tranh ấy thì bao giờ cũng có hy sinh. Thì mình nhìn những cái sự hy sinh của những người bộ đội ở ngoài Bắc, rồi mình nhìn cái sự hy sinh của anh em ở trong mặt trận ở trong Nam, thì mình biết là những cái sự hy sinh đó là cho dù cái hình cảnh, cái tình trạng, cái hoàn cảnh hy sinh như thế nào ấy nữa, nhưng mà cuối cùng là cái sự hy sinh nó có đóng góp vào một cái kết quả. Kết quả. Cái kết quả là cái nước Việt Nam nó được hiện tại bây giờ là được thống nhất, được bình yên, độc lập, nhất thống nhất, độc lập, hòa bình, tự do, hòa bình, hạnh phúc, không có chiến tranh. Tất cả những sự hy sinh của anh em mình được bù đắp ở Việt Nam, ở trên được là đã được ghi nhận và được bù đắp, và nó tạo ra cái kết quả, mình đang hưởng này. Kết quả là bây giờ mình đang nhìn thấy, mình đang hưởng này. Đúng như là mình đang nhìn thấy, mình đang hưởng này. Thì cũng cùng như vậy anh. Những cái sự hy sinh của anh em quân trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, đó là những người đã chết đi trong cái chiến tranh này. Từ kể bây thôi, mình cứ kể từ năm 1955 đến năm 1975 này. Đó là những cái sự hy sinh rất là phí phạm, vô nghĩa. Đúng rồi. Tại vì nó không có làm được cái gì cả. Nó không có phần vào bất cứ một cái gì trong đó cả. Đó là một cái sự hy sinh rất là thích tội nghiệp ấy chứ không phải không?
thì không như mình cũng không trách được anh Bửu, mà thì vẫn như không trách, tôi và không anh cũng không trách được. mình không trách, nhưng mà mình thấy là rất là tội nghiệp. Đúng Tức là rồi, cái sự nó không có mình nghĩ lại, nó không có góp mình nghĩ được cái lại. gì cả. Mình làm cái việc gì đó mà nó góp vào cái phần cho xây dựng trong tương lai thì cái hành động của mình nó có nghĩa. Còn cái việc cái hành động của mình mà nó không có dính líu gì trong cái tương lai thì đó là những cái hành động mình rất là vô nghĩa. Đúng rồi, Thì đó, mình nói một mình cách chỉ nói khác vậy chẳng hạn, thôi. Thì các anh mình đó. tôi nghĩ anh em mình thì tại vì chua xót về cái chuyện mà mình nghĩ là cái sự hy sinh của mình nó mình bị lừa gạt rồi mình phải hy sinh một cách vô nghĩa vậy mà nó không có được cái gì cả. Thành thử ra anh em mình giận cá chém thớt, không biết chửi, không biết thù ai, bây giờ quay ra thù Việt Nam. Thì điều đó Đúng rồi, thì là một rất là mình sai, chỉ mình thấy nó có sai. chuyện nó sai nhưng mà nó xảy ra là tại vì mình chỉ có thể giải nghĩa được là đó là cái di hại của cái chiến tranh thôi anh à. Đúng, chính Tại vì cái xác anh. chiến tranh nó gây ra cho mình, nó tạo cho mình những cái vết thương trên trên cơ thể mình, trên Trên cơ thể lòng, của tâm quần áo hồn. mình và trong cái đầu óc của mình. Chính Thì xác đó anh. là anh em mình thì thực sự ra đó, nếu mà anh em mình ở ngoài này, những bạn bè của mình ở ngoài này, nếu mà có người tỉnh táo ra đó thì đáng lẽ ra là mình phải băng bó, tự băng bó cái vết thương đó. Vết thương của mình là tự mình phải băng bó đấy. Còn đằng này là anh em mình qua đất Mỹ rồi, có vẻ có thể là tại vì đất Mỹ họ giàu có, thành thử ra mình cứ bày cái vết thương mình ra rồi mình cứ cạo cho vết thương nó Chảy nó máu có sự hoài, nó có chảy máu hoài, đặng đúng mình rồi, la lối, đặng mình rên rỉ, đặng cho mấy Mỹ nó thương mình, đặng cho mấy Mỹ nó tội nghiệp mình, đặng cho cái người dân Mỹ nó nghĩ mình là anh hùng, mình chịu đựng, nhưng mà không phải vậy đâu, mình biết là như vậy đó. đúng rồi Ok anh. anh. Ok anh, thì cái câu hỏi tôi và hai đứa chúng ta đã thảo luận qua ra vấn đề đó thì chúng ta chưa tìm được câu trả lời. Tôi thì anh thì mình chấp nhận cái sự hiện diện và cái sự coi như là hiện tại của đất nước mình, đó là một cái sự vun đắp mà không hề nhỏ của những người đã ngã xuống, đã là rất là lớn, mình không nói gì cả. Thế thì mình mới đặt câu hỏi là lần thứ tư, giống như lại cô nói là lặp lại một lần nữa, là có nghĩa là trong miền Nam Việt Nam có bao giờ chống giặc ngoại xâm giống như những người phía miền Bắc không, hoặc nó nói thẳng là vậy đi, mình cho nó khỏi khỏi mất luôn rồi. Nếu có dùm các ông cho tôi trả lời dùm cho tôi một câu để hay đại khái Ok. là vậy vậy thôi, Ok, đây là một diễn đàn mở. Anh mở em nào ở dưới đó có cảm thấy câu cái gì trả bức lời xúc cho cái gì cái việc mình. lên bình thường Nãy thôi. giờ nãy nãy giờ anh hỏi chỉ có mỗi mình tôi trả lời, giờ Thì bởi bây giờ vậy tôi yên lặng, tôi hồi muốn để nghe anh em khác nói. trước khi anh vô tôi cũng đã Tôi hăm he rồi, tôi nói rồi, tôi có một mời anh câu em khác hỏi. vô, mời ông Tôi hỏi câu hỏi tôi rồi mời người này mà người kia ra. nó khổ cái sao kỳ, anh vô thì ngọt sớt, mấy người kia ngồi tôi mời hoài mà nó rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống, đâu khổ vậy. Thường xuyên nhất cũng rớt lên, còn thằng Phong Miễn thì nó cũng không vô được, nói chung là nó kỳ quá, tôi cũng không biết sao. Khỏi vậy thì thôi, nếu không ai trả lời được bên ngay cái diễn đàn có mười mấy người thì nó quá nhỏ thì không có trả lời được thì thôi tạm chấm dứt tại đây. Ok Ok đúng rồi, anh bây giờ mình trả lời một một lần nữa cho cái câu hỏi của anh. Chẳng những mình không có đánh đuổi ngoại xâm mà mình chỉ có đánh đuổi anh, mình chỉ có tiêu diệt anh em ruột thịt của mình thôi. bởi vậy Và với ngoại và mới ngoại ngoại xâm nó chẳng những rước là vô mình còn rước vô, mình còn rước vô rồi mình còn biếu cho nó cái đảo Ba Bình nữa anh. Mắc cái tội đó là cái tội mà tôi nói thiệt ông, là cái tội mà ông Ngô Đình Diệm mà ông biếu ông tưởng như thạch cái đảo Ba Bình là cái tội đó là tôi không bao giờ mà người Việt Nam mình có thể quên được anh. Tại cái đất đó thế không phải đất của ông. mà anh thấy nói rằng nó lố bịch rồi gây bây giờ mỗi năm nó vẫn dựng, nó dựng đầu ông Lẽ vậy, nào dựng bán đầu ông vậy cúng bái rồi. Nhưng mà tôi tính thế tội nghiệp nào lắm anh, tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp cho nhức anh em. đầu. Ok Ok thì ok cái vấn đề này nó ngắn gọn vậy thôi, thôi. nhưng mà tôi cảm thấy là cũng mà rất là khó trả lời. Nếu mấy ông kia, mấy ông mà gọi là coi như là bất bình thì đối hai anh em mình đó, thì yêu cầu ông trả lời cho nó thỏa đáng. Ok thôi tạm chia tay. Ok tạm chia tay, Ok, ngắn chào thôi, không có gì cần ok phải dài, dạy tôi. nhưng vậy thôi bình thường. Ok.